đối với hai hàng tuần có gì? Giữa đàn ông phụ nữ luôn có sự khác biệt. Bạn có muốn khám phá sự khác biệt đó không? Một chương trình có ý nghĩa dành cho các cặp đôi, đó là đón xem chương trình vào lúc 21:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7.